Xin chào tất cả mọi người và các bạn kính mến. Hôm nay Trần Canh lại tiếp tục lên núi để sưu tầm lan về chơi. Đấy. Hồi tối Lan có suy nghĩ về Trần Canh sẽ đi sưu tầm lan trường kiếm. Thế là hôm nay Trần Canh đã đến nơi lan trường kiếm. Đấy. Rất là hay nha các bạn. Và hiện bây giờ Trần Canh đã sưu tầm lan trường kiếm có rồi. Giờ Trần Canh sẽ chia sẻ cho các bạn xem lan trường kiếm như thế nào nha. Rồi các bạn ạ. Ây chà. Chết mẹ rồi. Đây này các bạn ơi. Đó, Trần Canh sưu tầm lan trường kiếm đó các bạn. Thấy chưa? Dài lắm các bạn ơi. Đây là đúng là trường kiếm luôn á. Trường kiếm Bình Định nha các bạn. Ồ, thấy chưa? Đây là một bó này. Đấy. Đây cho các bạn xem. Nhà chối nắng nha các bạn. Đây nữa nè các bạn ơi. Ồ. Bó này là cao hơn Trần Canh luôn các bạn. Thấy chưa? Làm thấy không? Ở gần các bạn coi nè. Đó. Quá cao luôn. À, cái trường kiếm này là gần 2 mét nha các bạn. Cái lá của trường kiếm này gần 2 mét. Đấy, các bạn thấy khủng không? Gọi là trường là dài á. Quá dài luôn. Đấy, các bạn xem này. Từ góc nó nè. Đó. Lên cao nè. Ồ. Giờ nắng nó chói khó thấy. Ồ, mình đứng nè. Thấy chưa các bạn? Này gần 2 mét luôn á. Đó là hôm nay Trần Canh sưu tập bao nhiêu đây. Bây giờ là Trần Canh sẽ đi về nhà. À, mời các bạn xem Trần Canh về nhà rồi Trần Canh chăm sóc và phụng sự cái cây trường kiếm này như thế nào. Đấy. Trong video tiếp theo Trần Canh sẽ giới thiệu các bạn cái cách mình phải phụng sự cái cây kiếm này. Đó các bạn thấy không? Kiếm đứng nè. Đây từ dưới chân Trần Canh này. Bạn thấy không? Đó, ngay chân nè, đúng không? Đo lên này, đó, kiếm dài hơn mình luôn. Dài hơn Trần Canh luôn. Là cái kiếm này là gần 2 mét nha các bạn. Quá là kiếm luôn. Thấy không? Đấy. Kiếm đây các bạn ơi. Đó. À, đi núi thật là thú vị các bạn. Trần Canh suy nghĩ đi sưu tầm lan trường kiếm. Là hôm nay là Trần Canh là đi là có lan trường kiếm liền. Để Trần Canh chơi. Đó, kịp với các bạn cùng chơi lan. Đó, các bạn thấy bó lan trường kiếm này đẹp không? Để về nhà canh sổ ra canh trồng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, canh cũng phải đi mua một số chậu mà chậu bự á, chậu mà chậu siêu to khổng lồ á, mới vô những cây kiếm này chăm sóc nó mới hoành tráng lần nha các bạn. Đấy. Các bạn chờ trong clip sau Trần Canh sẽ làm chăm sóc cây kiếm này, phụng sự cây kiếm này như thế nào là các bạn hãy xem. Làm không? Kiếm quá rồi, kiếm luôn hơn. Trần Canh sẽ đi xuống dưới đây, Trần Canh sẽ quay cho các bạn xem ở đây có cái gì ha. Ôi chà,
Đúng là đi núi các bạn ơi, đi núi phải cẩn thận nha các bạn, từ từ đi. Ôi chà, đây canh đi canh bứt được ít kiếm nữa nha các bạn, kiếm đây cũng thường kiếm nhưng mà nó còn nhỏ nha các bạn, đó cũng đẹp ha. Rồi để nhìn đó, canh đi quen này, quay cảnh đây cho các bạn xem ở quê mình như thế nào. Ây chà, uầy, ồ giờ thằng canh đã lên đây rồi các bạn ơi. Chà nắng không ta? Ây chà, canh nắng quá. Các bạn thấy cảnh núi ở đây đẹp không? Không thấy được dưới đồng bằng mình do ánh nắng á các bạn, ánh nắng cháy quá. Rồi nắng lên rồi nha các bạn ơi. Canh sẽ ui xa ui đó các bạn thấy cái trái đây nó đẹp không các bạn, đẹp ha. Trái đây trái gì canh không biết trái đây trái gì nè, bạn nào biết trái đây trái gì không ha, đấy nếu bạn nào biết trái đây trái gì chia sẻ cho canh nha. Đấy đều không các bạn, ồ nó đó rồi đây, đẹp chưa. Ở núi rừng thì có rất nhiều thứ để mình ngắm các bạn ơi. Đó, nó chuẩn bị là nó lột cái bọc này ra, rất là đẹp. Đấy, các bạn xem đi. Có bạn nào biết trái đây trái gì chia sẻ cho Trần Canh nha. Trần Canh không biết trái đây trái gì. Đấy. Canh rồi. Ông mặt trời đã vô mây rồi, Trần Canh sẽ quay cái cảnh dưới đây thì các bạn thấy ông nha. Các bạn có nhìn rõ khung cảnh ở đồng bằng ở thôn quê Chính Hùng, Chính Thắng không các bạn? Đây là ở Chính Thắng nè, à, nằm dưới chân núi, đó là thôn Chính Thắng. Phía bên đây là thôn Chính Hùng, à, các bạn nào có thấy rõ không ạ? À? Xung quanh là núi hết nha, đó, xung quanh là núi. Còn ở dưới chân núi là người dân ở hai thôn, thôn Chính Thắng và thôn Chính Hùng. Đó. Xung quanh là núi rất là đẹp. Các bạn vừa rồi thấy hai thôn có rõ không ạ? À? Trời nắng quá, Trần Canh không có thấy rõ được. Thôi giờ mình sẽ đi một vòng nữa, mình chuẩn bị mình sắp xếp mình về, mình đi mua chậu mình trồng kiếm khủng nha các bạn. Ây chà, đi núi cẩn thận nha các bạn, từ từ ta đi, từ ta leo núi. Đây, vô. Ôi trời ơi, đi núi phải tao phải từ từ đi. Ôi xà,
Phú Đá không các bạn ơi, bạn thấy Phú Đá không? Cây gì cũng thiệt đẹp này, nằm trên đá này. Cái đây cái xanh quá. À, cái đây cái xanh này các bạn. Cũng đẹp ha. Ôi, lên luôn. Đây. À, nước chảy róc rách rồi. Rất là đẹp. Rất là thú vị. Hai cây đa lan này tới luôn. Ây da. Đây, nãy giờ mình đi một vòng rồi nha các bạn, còn như mời các bạn đi núi. Đi núi là ta phải đi vòng vòng rồi ta trở lại Lăng Kiếm. Lăng Kiếm giới thiệu các bạn xem. Ấy, lên đó, giờ nó đây, kiếm nha các bạn, kiếm Bình Định. Kiếm lá cực kỳ là dài. Đấy. Mà dòi bông cũng cực kỳ là dài luôn nha các bạn. Kiếm này là gọi là siêu kiếm luôn nha các bạn. Siêu dài, siêu kiếm. Đó, các bạn thấy kiếm không? Kiếm này kiếm dài hơn hơn 1,5 m luôn. Cao hơn trần canh đứng luôn nha. Nếu trần canh đứng là cao hơn luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, kiếm này kiếm siêu dài. Đấy. À, các bạn thấy không? Thấy kiếm không? Lá kiếm cực kỳ bén luôn. Cực kỳ xanh luôn. Làm. Đó. Kiếm này kiếm quá kiếm luôn. Thôi bây giờ Trần Canh cũng chuẩn bị đi về. Trần Canh chia sẻ ngày hôm nay Trần Canh đi sưu tầm lan như thế. Thì mong quý vị cùng chí hướng với Trần Canh sưu tầm lan về chơi. Thì hãy cố gắng đăng ký kênh Trần Canh Official nha. Và trên Facebook của Trần Canh và fanpage của Trần Canh, Trần Canh Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Trần Canh Official. Và đừng quên bấm cái chuông nha. Cái chuông nha.